ơi. Rồi chào bà cô chú các bạn ơi. À, mình đi tắm xong. Hello, Ngọc Diệu Vlog. Xin chào cả nhà. Em chào các bạn, cô chú, anh chị và các bạn ở xem kênh Ngọc Diệu Vlog. Cả nhà ơi, đây. Về xuống đây mấy gì cháu em nó ngủ quá. Cháu ơi, đi xuống tắm xong. Giờ đi xuống sông này sẽ là mò luôn, mò con chim chép luôn nha bà cô chú. Dính em đi. Đừng có bỏ em, không có bỏ em được. Không, nãy để cho em nó chân ngồi trong vỏ không, tụi bay thả nó xuống chứ. Nó rồi. Em có bệnh để cho nó ngồi trong vỏ thôi, để cho nó ngồi vỏ đừng cho nó bơi, cho nó lên vỏ đi. Cho nó lên vỏ đi. Tắm thấy chưa? Hả? Rồi đây á thì mấy chị cháu em đầu xuống sông này tắm xong rồi cho nó đi bắt chim chép dẹm luôn, mất con dẹm luôn rồi cô chú. Dẫn em Thành, đừng dẫn em Thành, không có bỏ em được. Lên xuồng đi con, lên xuồng ngồi vô ngốc đi. Ôi. Rồi dựng ốc thả lên đi. Ngồi xuống chuột, con ngồi xuống đi con. Nè ngồi xuống. Đúng rồi. Chưa trơn nhảy. Ê ngồi xuống, ngồi chẹp xuống. Ờ con ngồi chẹp xuống. Rồi. Cái cá kìa. Cá đâu? Sô-cô-la đi. Nó đem theo cái ấy nữa kìa. Con đang ngồi đầu vào xuống nó té nè. Xuống. Hai đứa ngồi xuống. Đây nè. Mấy đứa nhỏ. Đây có gốc cây, cái gốc cây. Cây đây to vậy? Cây nó lớn rồi, nó lỡ gì đó. Gì đó hả? Cái nữa tính là bệnh bệnh chị cũng xì, nó ra mới nè. Bé đó. Mò dưới này có không? Hả? Mấy đứa biết mò không? Mò được không? Rồi làm sao? Chuột làm sao? Chuột chứ chưa? Ủa dính rồi kìa, dính được một con kìa, cầm cái thao theo. Cá gì vậy? Hả? Nó câu con cá mập cái gì? Vậy đó hả? Con quay cái mặt qua đây, chuột quay mặt qua đây. À. Dính vô đu được ba con rồi, hai bắt hai vậy? Con bắt hai con. Vậy đó hả? Con bắt được con nhỏ nè. Dứt luôn. Con nhỏ quá bỏ đi. Nhỏ quá bỏ đi, mình bắt con bự thôi nha. Dạ. Con bự thì phải kiếm. Ủa, chỗ. Lại con chi? Con chỉ ngồi trên bờ thôi, giữ ngút mày không đi theo, không giữ hai đứa mày đó. Liêu liêu liêu. Hai đứa bị bệnh. Nãy đây nè, dì hai mò bằng giò nè. Nè, em mò bằng giò giúp con được bà cô chú ơi. 4 con, 5 con luôn. Em có một tay em không có mò tới em một. Em mò bằng giò luôn. Em đưa mò bằng giò. Ủa cái đám mắp đó là trí trọng đó hả? Cái miếng đá đó là của mình luôn hả vậy hả cô người ta? Của người ta mà mình xin mình trồng hả? Ồ dễ luôn. Vậy đó hả? Ừ. Chết tươi. Đây. Nó xích vô không? Bỏ cái thao luôn rồi kìa. Thành nó giờ được con nào rồi Thành? Được ba con hả? Vì hai mò bằng giò dính được con rồi đó. Lặn luôn hả? Ơi. Ừ, đây. Dính không? Chuột có đi lên á. Chuột đây rồi. Con nữa. Tu mò tiên mò hay quá ta. Mời em xuống chuột ơi. Nó nằm ở dưới đất. Đây đây, vì hai được con rồi nè. Nè bà cô chú. Nó nó đường ăn luôn nè, nó đường hở kìa nè. Nó đường ăn luôn. Ai giống bà hai hả vậy ta? Không phải tính là bà hai chứ. Đây nè, hai được con nữa rồi nè. Nè, nói em được con nữa nè, ông bà cô chú. Cho cái thao nó vô đó đi. Nằm ở dưới á. Hai miệng bị nè. Hả? Nè, được rồi nè. Được rồi luôn. Lấy thao ra đi, nó đụng dục xong nữa đó. Chuột nó dục hết luôn đó. Hai đứa ngồi lên trên coi. Ủa hai con chung một lên. Ủa sống không, sống không? Quá trời luôn bà cô chú ơi. Hả? Quá trời luôn rồi, nó hai con to coi nè. Con lấy làm gì, con lấy con dục chứ, ta nãy giờ cao công kỹ, ta mò con lụm. Con lụm con dục xuống.
chuột giục mà. Chuột đi đâu vậy? Ờ đi lấy cần câu ngồi đó câu cá đi. Con Vĩnh thôi nha. Dạ, rồi. Đu con Tiên nó mò nó giờ quá trời hay luôn rồi kìa. Đó. Bắt cái giỏi rồi. Đúng rồi, chết xa. Thằng con nó nè. Ừ. Ừ, rồi chuột ngồi chuột câu cá nè ông bà cô chú ơi. Ba chưa kịp bóc nữa. Cùng hai con tay à, vậy hai con tay vậy hai mò không được. Nước ơi, dạ con tay tay. Sáng mé này có không? Còn Thành nó mò đi đâu rồi? Phải không? Chỗ dớn nhiều lắm hả? Ừ. Ở đây cây không à? Ở đây cây không à? Đi xích lên kia được không? Kia nó có hơn này á. Anh ra. Rồi chuột ơi, con câu cá này giờ có con gì không? Hả? Nói đi coi. Có con gì không chuột? Chút, chút gì Tiên? Chút gì? Chút gì ngang? Rồi. Cái nào người ta đi theo nó xách theo cần. Nãy tới hai cần nữa mà. Hả? Con chuột ba gai quá hả? À. Chuột bữa nay chuột bệnh chuột ba gai quá hả? À. Con đâu có con cho mà. Trời ơi. Con hùng giống. Hùng giống không? Trời ơi, con nghe khóc luôn. Trời ơi, không biết. Không biết ai hung dữ có con hung dữ. Có số mình nó tao. Trời ơi, trời nghe. Đưa cho bà đi. Đưa thao đi chế ba lắm ốc. Đưa cho bà đi. Đưa thao đi chế đi. Lúc này mò không dính không? Em có một tay một à. Tại vì hai đứa con rồi nè. Đứa này chị hai. Nè, nè chị hai đứa con nữa nè. Chị hai đứa con, thôi con nhỏ quá bỏ đi con. Không phải con nhỏ, nó tự vậy. Cái gì? Cái đó là con gì? Con hến hả? À, con hến nó lâu là mò ít khi nào dính đó. Mộm. Nó nằm ở dưới đất á. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Con hến mộm á. Còn cái thao đựng con đó nè. Con mất tiêu rồi. Ơi. Con muốn cái thao hả? Thôi con ngồi đó đi. Người ta vịn ta bắt rồi con giữ rồi đằng này người ta bắt không? Không được cái thao mày để mày bỏ con mấy con. Một con. Đây con nè. Đây nè. Ủa cái con này nè. Ông bà cô chú ơi cái thịt đó nè. Cái nè nó lòi cái thịt lên con nè. Cái thao. Đụng nó lại. Ơi u đây nè nó giờ khúc này nó nhiều nè nó lên. Thấy tôi nhiều cái lại nó ké tôi nè tôi được con nữa nè nó con hến nè con đựng con nè con hến này to nè con hến này to rồi luôn làm gì hay không làm con mắt tiêu mà lượm lại được là may mắn. Ừ ơi, ở đây có hến nữa nè. Ủa, ừ xong rồi sẽ có nhỏ ơi cái thao nó để trong đó đi con. Con hến cũng khó kiếm. Mò nó ở dưới sông mà cô chú mò bóp 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 dưới đất á, nó nằm ở dưới đất. Ơi. Ừ nó nằm ở dưới đất á. Vì hai mò vì hai dưới đất nè. Thì ba con nè. Đu ba con luôn hả? Nè. Cháu em mới bắt được ba con rồi bỏ vô thau đi. Đây hai con nè. Đây bắt đây mai mấy cha con mày sầu sầu khó mà chết thì sao á. Rồi. Cái giọng đêm mai nó chết không ta? Được hai rồi, cái đó xào khốm mà ngon lắm mấy lần bây giờ đây tao bắt mà tao chưa có được ăn gì trơn nó đi lên mẹ nó rồi. Để người ta cái con này to nè. Nè, nó hay mò nãy giờ được con. Ê cái thằng nó chạy tới kia bay đập lớp 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 nó bay kìa. Bay như sóng bè thôi kìa. Gió rồi nè. Con có ngon con cục con tiên nhỏ hơn con có gì hai nữa nè. Gì hai có cháu bự. Dính nó lại. Cái này không có rảnh thì về đâu mà. Mò cho nó lâu. Chuột hồi lạnh thấy bà luôn nè. Yeah, một con nữa. Nè con lại con bỏ vô thao đi. Nó con bỏ vô thao đi. Chó lên là bắt hết rồi mày. Đi luôn á. Trời con uống nu luôn nè. Con uống không? Nó nhỏ mà nó ú rồi kìa, con này nó nhỏ mà nó ú ghê luôn. Nó xét kìa. Ừ. Cho nó cho đây. Lúc này mò hết dính rồi. Con tay coi kìa con chuột kìa.
cây à? Con cây trôi đó. Con cây nó trôi cái thau luôn á con. Để cho lặn. Này nó sâu quá. Nè cái con này nó nhỏ quá. Con này nhỏ quá thôi bỏ nó đi. Ôi. Nghe đây giờ hai được con to nè. Ôi cũng không to mấy. Em về đây bao nhiêu lần á em nó để em bắt mang nó còn có chút mà không có thời gian. Bắt cái con này là mình phải rộng. Văn nước ướt máy vậy đó. Làm những lúc mà ông đi theo ông không ngồi ông canh kìa. Trò canh hai ông nhỏ. Thành đi nó vào được nhiều không Thành? Sao chuột hết chơi với Thành mà? Ờ nó phái với Thành lắm. Đây được con nữa nè. Lặn nè tới tiên con cầm tiên. Lặn kiếm rồi. Tuột tuột cầm cái gì hay. Rồi nó nặng không mà đứa nó cũng nặng. Nè cầm cái gì hay coi. Vẫn như là nó ướt cái máy hả Thành? Đừng con nè. U con cũng con tuột to quá kìa. Nè. Con tuột to ghê luôn á. Được. Bắt nhiều lắm bà cô chú. Giữ với người dài con vậy con. Một hồi chút xíu là nhóc luôn. Lạnh chưa? Chuột lạnh không? Chưa hả? Nó đầm ở dưới cái đất cái dưới đây nè. Nó đầm luôn mà con này nhỏ quá. Con nhỏ quá thả đi. Được bay ơi. Được bay ơi. Cái gì vậy? Con mập lấy lại con mập. Cái gì ha? Cái gì? Đưa cho nè. Đó, thằng con muốn ú không à. Đưa em. Rồi nãy giờ nhiều chưa? Con này nè. Có dính con. Đây dính nữa nè. Nó còn nó đương ăn thịt luôn à. Cái này nó đương ăn nè, cái đất thịt nó lòi ra. Đó, nãy giờ đây. Cảm ơn nha. Ôi, đừng bánh tôi không ơi. Có cây không? Nó kêu xuống đây. Thôi mẹ không lặn đâu, mẹ đang cầm cái máy quay sao mà mẹ lặn. Nó kêu em lặn xuống chuột. Lặn hả? Anh ơi. Thành nó thằng. Nè, đừng con nữa nè. Gì? Gì hai đừng con nữa. Nhiều ghê luôn. Nhóc chơi mò tào lao xí. Con nó mà. Khi nó mò không ngay á. Trời ơi, đi. Không đâu ở đây nè. Đây nó dính. Có không? Hả? Em bắt câu trả cho hai kìa. Trời. Đừng có đeo mẹ. Đừng có đeo mẹ. Nó đè nó kia em lại lặn đi. Trời ơi. Nè ông bà cô chú ơi, đây nè, ốc nãy giờ mấy dì cháu em mấy con dẹm gì mấy dì cháu em bắt nãy giờ được nhiêu nè ông bà cô chú, nãy giờ ngâm. Bắt xong bắt ít rồi bắt cô khoảng chừng nửa tiếng hơn nửa tiếng mấy dì cháu em lên tại chuột nó bệnh đó ông bà cô chú. Chuột nó bệnh rồi không em không có dám ngâm lâu. Không có dám ngâm lâu rồi chuột nó ướt mình rồi cái đầu nó sợ nó bệnh rồi chỉ có ngâm chơi chút xíu cho mấy đứa cháu em mà nó phái. Mấy trời cá độc. Mấy đứa cháu em nó phái nó kêu lâu lâu rồi về dì hai ơi đi lội đi bắt. Lội đi bắt này chơi rồi mà chuột nó bệnh không ai giữ em về chỉ có em với chuột cũng quay cũng hơi bị khó cái là quay được chút xíu thôi rồi đi bắt ến bắt hến bắt con dẹm này chút xíu thôi còn chuột thì giờ lên xong Dương Út nó tắm Dương Út nó cho lên trước Dương Út cho nó đi tắm Dương Út thay đồ giờ đi ra ngoài hè Dương Út nữa rồi kìa đi ra ngoài hè đi theo Dương Út nữa rồi cái gì con tắm xong rồi hả rồi chị chưa tắm xong hả em thì tắm trước rồi tới mấy nhỏ cháu em còn đứa chưa tắm xong nữa tắm với xong rồi lên tắm trên bờ giờ còn nhiêu đây thì cái thằng này em rửa sạch rồi gọng ở đây một gọng một đêm mới ăn được nhưng mà giờ em chỉ ở đây được có chút xíu thôi mà em ở đây chút xíu còn nữa là chút xíu nữa em đi lên trên nhà anh kia nữa rồi lâu lâu mới về đây cái đầu ghé chỗ nhà chơi chút á không có được ở lâu mà để ăn nó kêu luộc ăn mà luộc ăn đâu kịp sao con tắm xong cái mặt không như sao vậy thôi
giờ clip em thôi cũng dài, cũng em chỉ có bao nhiêu đó thôi, em muốn xin kết thúc clip tại đây. Ờ, để đi qua cho chuột coi 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 chuột nó quậy gì giùm lúc đó nữa. Nó coi ngoài chuột và dí hơi cô đang ăn. Rồi sao vậy, về hả? Con về hả? Kêu anh sao? À con đi nãy giờ con đi qua bên kia, nó đi qua giờ dựng ốc, nó đương làm bên đó, đương làm bên đó thôi mà, cô chú đương cột đồ bên đó đó, còn ốc nhỏ đồ cũng ở bên đó nữa kìa. Thôi rồi chuột đi về, chuột ơi con lại đây nè, chuột không lại đây, con đi từ từ lại đi, chó nó không đụng con đi qua, đi lại đây, con lại đây, con nó đâu có cắn con đâu, nó đâu có cắn đâu con. Rồi chó nó giờ mày chó luôn. Rồi thôi con cảm ơn bà cô chú đi. Không nhìn chó đâu. Thôi giờ cảm ơn bà cô chú đây. Cảm ơn ông bà. Con cảm ơn các ông bà. Cô chú. Đừng có ngậm tay. Cô chú. Rồi sao nữa? Rồi các anh chị, rồi các anh chị một các anh chị. Rồi ai nữa, rồi các bạn. Các bạn. Đã xem video ủng hộ con. Xem video ủng hộ con. Nhớ gì? Nhớ một like, rồi đăng ký. Chia sẻ con tiền con sữa. Ờ, nó. Rồi. Bệnh, về tới đây bệnh không bà cô chú?